Thế vị mình chọn được hai loại bông ha, màu vàng với lại màu hồng nè. Có màu hồng này rất là biệt ha, khá đẹp. Này là màu bạc nhờ cho gia đình của mình đây. Được ba màu. Có 200 rồi đấy. Rồi, này kê nè. Oh, mát nè. À. Rồi, mấy anh này đang tưới này. Bông. Đi dọc đây quý vị xem rừng mai, wow, lạc vào rừng mai luôn, nó tuyệt vời. À, tắt nè, bông đẹp ghê ha. Đây cúc, xe này cúc nữa rồi. Mai này cúc. Giá bán này chị ơi. Quá trời vàng rực luôn. Đẹp quý vị à, nên chọn ở đây, chọn những cái cây cũng cực kỳ đẹp để về chưng Tết ha, nhiều quá. Đó, màu sắc đầy đủ hết, vàng nè, đỏ tươi, cái mai quýt tắc, cúc hồng. Ồ, cái bonsai nữa nè. Quá đẹp. Thank you.
kê nè, cúc. Ồ. Oh, đây có bán cây ngô nè. Đó, đẹp ghê. Mai nè quý vị. Có dọc đây. Đây công viên ha. Cái tỉnh rất là nhiều cây xanh xứ đẹp nè. Đó, ở đây đi một vòng quý vị xem. Đẹp nè. U lên nụ hết mới có nụ hơn nha quý vị. Đẹp ghê nè. Có nụ thôi. Chưa lên bông. Ồ, cái này là đúng khoảng ngày mốt là nó nở. 1 mùng 2 là rất là đẹp. Lung linh, xin lung linh. Dạ được cô. Cái này nó dài mà. Còn nụ nhiều không? Đây, tím này đẹp nè. Rồi, lấy cây đó giùm đi. Với lại thêm cây nữa ha. Cây màu hồng á, cây màu hồng á mà nhiều nụ á. Màu hồng đó mà nhiều nụ á. Lựa mấy cái nhiều nụ. Nó bữa nay là mà có nhiều sức mà mang về bấy nhiêu thôi. Nè hai cái bông bự này nè. Rồi. Ồ, đó. Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi, ok, lấy mua. Rồi lấy em cây đi, lấy em cây mang về cái tắt luôn đi. Đẹp ghê nè. Này bán mấy ngày nữa xong, không mà tối nay ra thì bây giờ mình mua thêm nữa. Nếu con không về chắc mẹ mất cha nhiều người xa vùng I'm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.